là quân trường ba. Chúng ta sẽ đến với trận chung kết của giải bóng đá Việt Tiên Bánh Hồng Cup 2023. Nó khó không? Là tiếng vừa rồi. Của một thế anh đã gọi được bóng. Nguyễn Đức Thanh. Tỷ số đã được mở dành cho các cầu thủ Việt Tiên Bánh Hồng Cup. Đó là một tình huống phạt góc bóng xuất phát từ môn thế anh. Và các cầu thủ Việt Tiên Bánh Hồng Cup đã có thể lên được dẫn trước tình huống này. Một chú đó được gọi. Không phải là hai nick cho nên là mình nghe. Nỗ lực rất tuyệt vời của cầu thủ Việt Tiên Bánh Hồng Cup. Bây giờ thì mình sẽ phải cố gắng lên để tìm kiếm phần thắng của họ. Một tình huống tấn công này và tiếp tục của Bình Mai không được. Rất hay, thì bóng bên phía cánh trái đường chuyền vào trong. Không có một cầu thủ áo biết đó để chặn bóng. Cú sút này. Đó là một pha xử lý. Bóng chạy cho Văn Quốc. Đá tốt. Đá tiến lên. Đây là bóng này. Có hai chiến thắng. Bóng này đến đây. Đá lên. Nhờ bóng chống là thế. Tiếp tục đá bóng, đi trên vào, đánh bóng, đặt bóng rất hay, đó là bóng, đá bóng tiêu diệt, đây là cơ. Vẫn tiếp tục là một người ngoài, đúng là đá vào đây người ngoài. Cuối cùng, không có một khó khăn cả, bóng vẫn đang trên sân cất cơ hội, đường nhiệt đến đây, đi bóng này, phá đây, rất hay. Đây là cơ hội, đúng 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 và trái bóng bay bay thẳng vào lưới của thủ môn Quốc Tế Anh. Tỷ số bây giờ là 2-1 dành cho các cầu thủ bệnh viện Bạch Mai. Một kịch bản mà có lẽ là những người mơ mộng nhất cũng không thể ý tới và tăng đến theo một cách quá bất ngờ và quá đặc biệt. Rất hay, quá hay. Thủ môn Quốc Tế Anh bóng cuộc chiến nào có tiên này. Thủ có hai cầu thủ bệnh viện Bạch Mai rất là nhanh thôi. Rất hay, đấu lại xuống. Không có đường quân hình dân lên trong tiếng của đội chiến thắng không hề. Là một cái điểm khá là hay. Một cái điểm khá là hay. Và mình sau đó thì cũng không đáng nhận được tiền quầy. Đó là Trần Văn Nhật. Một tình huống quyết định đẳng cấp và thì một đứa anh dù đã đứng đứng đắn đã đổ quầy. Một tình huống đây là trận đấu cuối cùng. Thắng lợi. Tỷ số đã rút ngắn xuống còn 2-3 dành cho các cầu thủ Việt Tiên Bánh Hồng Cup. Vì vậy một tiếng là lớn hơn anh. Chúng ta vừa qua đến là lâm trường xanh. Vừa qua đến là dòng xanh đã bàn số là cơ hội tấn công cho Minh Vương này để chuyển sang bên phía bên trái. Đám B. Và thắng được tỷ số lên đến đây và có phải như là người dân về ghi bàn ở trên Văn Liêm. Thì thay đổi về đến phía các cầu thủ Tân Diện Bạch Mai đã phát hiện được kết quả.
họ đã tìm thấy và thắng thứ tư của mình. Và thế tới được những giấc là tỷ số. Để đến đây, không về! Thế là hai thân với người Việt Nam phải chiến đấu. Thế thân, không về! Đó về, đó về, đó là một thủ lĩnh của số 29, đó là Đức Phật. Không được. Hà Đồng Bóng Đó đang thi đấu ở trước mặt quý vị đấu lực Mai Thị Thiên Sơn. Còn lại là không hiểu để chúng ta cùng Mai sẽ phải rất nỗ lực. Hết chưa? Thủ đấu khác như thế. Đồng Phúc, Đồng Phúc, Đồng Phúc. Đồng Phúc. Như vậy là đã đáng và đáng thành trong các cơ thể. Chúng ta một ít phút nữa để vẫn đang đang cùng đồng đội đồng đội. Chúng ta sẽ đón trước một bất cứ một điều gì cả. Có người treo lên hoàng vị của đội tuyển Việt Nam.